Dạ, thấy đầu tiên mới coi nè. Ba củ rồi. Hy vọng là đất cũng ở đây mình trồng được. Trồng mỗi củ nhỏ thôi, mình trồng ngang vậy nè. Ủa, đó chị cũng trồng thử rồi hả? Còn ông anh tôi thì ra xe tìm cái củ gừng lửa. Tại vì cái gừng lửa này rất hiếm cả nhà, khó để tìm ra lắm. Đây, nó như vậy đây. Em nghe nói là anh cứ về anh cầu nguyện với bé Trang hoài hả? Đúng rồi, bữa nào anh đốt nhang cũng cầu nguyện với Trang. Chừng ngày anh đốt biết như lần nào mà nói. Ô trời ơi. Bác trai ơi, bác trai mà bỏ gần lửa, bác trai có thể nhân giống trồng nhiều hơn để có thể là giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn được bác trai. Yeah. Đúng rồi. Bên xin kính chào cô chú anh chị và quý vị. Thật ra thì có rất nhiều cô chú anh chị quý khán giả gọi Vy là: ủa Vy ơi, sao 7-8 ngày nay chưa thấy ra clip, cũng như Vy có bệnh không? Thưa quý anh cả nhà, Vy rất là khỏe mạnh. Và trong thời gian Vy phải nghỉ vừa rồi là để làm giấy tờ thủ tục, để có thể là mang đến những củ ngải chất lượng, giá trị và an toàn vệ sinh thực phẩm cho hội của chú anh chị quý khán giả được sử dụng, cũng như những bà con nghèo đang chờ BB phát quà. Thì hôm nay thì BB đến ghé thăm lại anh Việt và coi cái căn nhà của anh Việt tới đâu rồi. Thì hiện tại bây giờ nền móng đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sẽ vào cát nữa, rồi chúng ta sẽ xây tường lên. Căn nhà cũng sẽ sắp hoàn thiện tầm này, mà nếu mà nói nhanh nhất có thể thì tầm khoảng 20 ngày nữa là chắc là nhà này sẽ xong. Và cả nhà cũng có rất nhiều cô chú anh chị quý khán giả hỏi và BB ơi, em có ngải chưa? Thì thông báo quý vị của chú anh chị là đây, trong tay của BB có hai bịch ngải, một bịch là ngải đen, một bịch là ngải chống độc. Hôm nay thì cái ngải này nó hơi to, vì đây là cái thân cũ của ngải chống độc. Bởi vì đang tìm, không phải đang tìm nữa, mà đang đợi bà con trên vùng cao có thể là lấy riêng cho BB là củ nhánh nhỏ để có cái hàm lượng dược tính nó cao hơn cái thân. Cũng hỏi rất nhiều thầy, cũng may mắn rằng BB cũng rất là may mắn khi mà có rất nhiều thầy thuốc nam để chia sẻ kinh nghiệm cũng như là phương thức sử dụng về cái việc sử dụng hai củ ngải này kết hợp với nhau để chữa bệnh. Và cũng có rất nhiều cô chú anh chị đề nghị BB mang đến cái ngải này cho anh Việt để cho anh Việt sử dụng chữa bệnh cho anh Việt. Hiện tại thì anh Việt cũng đang có bệnh là tiểu đường nè, rồi gan nhiễm mỡ nè, rồi gút nè, rồi đau dạ dày nè, thì cái này thì nó phù hợp cho anh Việt. Cũng như là có rất nhiều cô chú anh chị quý khán giả rất quan tâm về hoàn cảnh bé Trang, một cô bé ở dưới đáy xã hội bị gia đình bỏ rơi, bỏ mặc và đang được thầy hai chữa bệnh. Liệu cô bé có thể thành công với lại phương thuốc của thầy hai? Và cũng cô chú anh chị quý khán giả cũng đang chờ kết quả của bé Trang. Nếu thành công thì cô chú anh chị cũng sẽ muốn xuống thầy hai để gặp thầy hai để chữa bệnh. Tại vì ở Việt Nam mình cũng rất nhiều cô chú anh chị đang mắc phải những căn bệnh khối u, và ngải này cũng sẽ giúp quý cô chú anh chị quý khán giả rất là nhiều về khối u cũng như là ung thư. Thì chúng ta sẽ xíu nữa, BB đợi bé Trang khoảng một tiếng nữa là bé Trang tới để cô chú anh chị xem được kết quả và cái thời gian đã trải qua của bé Trang nó như thế nào rồi. Bây giờ mình sẽ thăm anh Việt trước, rồi mình sẽ gặp bé Trang để quay cái nhà xem nha. Em chào anh Việt nha. Chào cưng. Dạ, hôm nay thì giống như quý cô chú anh chị cũng khuyến giả đề nghị với em á, là mang ngải này xuống cho anh để anh chữa bệnh đó. Hôm nay thì em có hai loại ngải này, một là ngải đen, hai là ngải chống độc. Thì hai loại ngải này kết hợp với nhau á, nó sẽ chữa cho bệnh cho anh. Nhưng cái bệnh của anh, trong tất cả bệnh của anh, thì anh có thể nói trước bệnh của anh là như thế nào, bệnh nào mà? Thì bị gan nhiễm mỡ, với bị thiếu máu cơ tim, như bị gút, với tiểu đường. Đó, trong những loại bệnh của anh thì nó sẽ giúp cho anh được hai loại này. Nhưng riêng về tiểu đường thì chưa chắc. Tại vì cũng nghe rất nhiều bệnh nhân mà cũng rất nhiều người đã sử dụng ngải này, họ kêu là hết tiểu đường. Nhưng mà riêng em đi được rất nhiều thầy thuốc nam tư vấn rằng thì hiếm có người chữa được từ ngải, do hiếm có người bị tiểu đường mà chữa được cái ngải này. Vì ngải này khi mà nó, cái tiểu đường của anh nó khác, cái hồng cầu của anh nó bị lão hóa rồi, cho nên là nhiều cái nó không thích hợp. Bệnh tiểu đường là cái bệnh nóng, mà kết hợp với củ ngải này là nó nóng nữa, nó khiến anh mất ngủ. Nó khiến anh mất ngủ và cái tình trạng sức khỏe thì chưa biết mất ngủ nó sẽ như thế nào nữa. Cho nên là em rất là lo lắng khi để cho anh sử dụng.
em cần phải tư vấn kỹ hơn, coi kỹ hơn về phương thuốc này. Thì nếu có chú anh chị khán giả mà đã sử dụng mà thật sự là nhắc đến nghệ chống độc và nghệ đen thì quý cô chú anh chị khán giả đang sử dụng, hiện tại bây giờ rất là nhiều người đang sử dụng và cái giá thị trường cũng khá là cao. Bên BB thì xíu nữa BB sẽ nói những cái mà BB sẽ làm tiếp theo về hai củ ngải này, nhưng nói trước của anh Việt đi, lo cho anh Việt trước. Thì nếu cô chú anh chị khán giả mà sử dụng cái ngải, hai loại ngải này mà chữa, thể chữa bệnh tiểu đường được thì có thể liên hệ trực tiếp BB để tư vấn BB kết quả như thế nào để BB nghe thử. Tại vì là có nhiều thầy thuốc nam nói với BB, còn có em cũng may mắn là gặp được rất là nhiều thầy thuốc nam hướng dẫn cách sử dụng cũng như là cách làm sao để kết hợp hai loại này cho nó chính xác nhất để cho chữa bệnh tốt nhất. Thì bệnh cái hai loại này nó sẽ giúp cho anh là chữa trị và phòng ngừa khối u đó, nó sẽ cho anh đề kháng miễn dịch đó, rồi nó sẽ giúp ích cho tim gan thận của anh. Anh có biết về hai cái này chưa? Chưa, anh chỉ biết ngải đen này nó trị bao tử. Anh có nghe người ta nói là ngải đen này trị bao tử. Ngải đen này trị bao tử. Bao tử mà kết hợp với mật ong rừng nguyên chất này, khi mà tại vì nếu mà nhai tươi nó sẽ cũng có, nhai tươi với bột thì cũng như nhau thôi, nhưng mà nếu mà nhai tươi kết hợp với mật ong nó sẽ chữa bệnh bao tử. Đúng, mật ong chữa bệnh bao tử mà. Đúng, thì cái này giả nhuyễn ra nè. Dạ. Rồi mới pha mật ong vô mới uống. Đây, anh sẽ cắt một khoảng gần chừng này, anh giả nhuyễn ra, rửa sạch giả nhuyễn ra để nguyên vỏ nha. Tại vì cái vỏ này cái hàm lượng dược tính nó rất là cao. Ủa anh, cho em hỏi là em chào chị hồi nãy giờ vô chưa chào chị nữa. Chị khỏe không? Khỏe. Anh đi khám bệnh, anh đi khám bệnh viện về là anh biết bệnh mình đó hả? Đúng rồi, anh đi xét nghiệm máu, anh khám hai lần rồi. Lần trước thì nó nói gan anh có dấu hiệu xấu, mà đợt sau anh khám thì không có bị. Nhưng mà nó đưa ra hai chứng bệnh khác còn quá ác hơn, ba chứng bệnh luôn. Cái gan nhiễm mỡ thì anh hồi trước bác sĩ cũng có nói, nó cũng có nói hơi nhiễm mỡ mà ít. Chứ sau này nó tôi phát sinh là bị thiếu máu cơ tim á. Thiếu máu cơ tim. Mình tiểu đường thì mình cũng không đáng sợ đâu, mình sợ thiếu máu cơ tim thì mình sợ hơn cái tiểu đường nữa. Tại vì cái tiểu đường thì đặt thí dụ như mình giảm ăn đường thì tại vì mình mất phát triển thì nó cũng không sao, mà sợ sợ tim thôi. Khi mình giận cái chuyện gì mệt có thể là nó tức lên, có thể là tết chết tại chỗ luôn. Còn tiểu đường thì nó chỉ có dây dưa thôi. Dạ, thì thôi mà bây giờ mình cứ đặt mọi thứ nó nhẹ nhàng, nó trôi qua. Mình câu nó nhẹ nó sẽ nhẹ. Đúng rồi, cứ nhẹ nhàng nó sẽ trôi qua. Đầu anh khám bệnh đó, rồi anh cũng có suy nghĩ, rồi cũng có mấy cô mấy chị đều kêu có chị bài thuốc đó như vụ ngâm dưới ớt đó là chị cũng tim mạch rồi bị gút nữa, thì anh cũng có găm rồi, có chị quấy khâu nữa mà anh cũng mua rồi mà anh chưa uống, tại vì anh còn uống thuốc tây. Nói chung người ta chỉ cái gì nhiều lắm, nhiều phương thuốc để chữa trị lắm. Ví dụ như ngải này nó cũng vậy, nó sẽ chữa bệnh gút, rồi bệnh xương khớp, rồi rất nhiều bệnh nữa. Bệnh em còn nghe nói nó chữa bệnh tỷ nè, rồi tiểu đường, rồi nó quan trọng nhất là nó sẽ điều trị khối u. Đúng rồi, hàng khối chỉ u. Nó cũng là khối u. Đúng rồi, khối hàng u chỉ là nó khối u, tại vì hàng chỉ khối u mà có thể là cái này không biết sao mà có thể gan nhiễm là mỡ nó chữa luôn nha. Đúng rồi, mà cái này uống hoặc là đắp cái hình chỉ á. Đúng rồi, cái này mình phải hỏi kỹ lại, có khi là đắp luôn không chừng nữa. Dạ, đây cái củ ngải đen nó như thế này đây, quay cho cô chú xem luôn. Em cũng may mắn là tìm được cái hàng này ở trên vùng cao, cho nên là cái sản phẩm này rất là ok. Đó, ngải đen nó như thế này đây. Đó, cái để một tí nữa là nó sẽ khô ra cả nhà. Bữa hôm nó BB có để một cục nó khô ra. Đâu rồi, nó khô ra, nó kiểu như nó màu nó không còn tím vậy, mà nó kiểu như dần dần tím tím màu hồng á, tím hồng á. Thì để lâu nó sẽ vậy. Mình nấu cơm á là mình để nồi cơm mình đậy vậy đó, mình để trên cái nắp á là nồi cơm nó sẽ đen luôn ở dưới trong á. Đây, khi mà để nó khô nó sẽ như vậy đây. Đó, tím, phần cũ ngay chống độc như thế này. Em nghe những thầy thuốc nam nói rằng á, cái củ nhỏ hàm lượng
chất nó nhiều hơn, dược tính nó nhiều hơn. Nhưng mà em nghĩ và cũng có nhiều thầy nó khác nhau, thì trong cái củ đó nó đã là củ ngải chống độc, trên tất cả cái củ của nó là đều bằng nhau cả, không có phân biệt. Nhưng mà thường thì thầy thì sử dụng những củ nhỏ nhiều hơn là thay vì củ lớn. Đây ngải chống độc ở nhà nó sẽ như vậy, nó có hai lớp như vậy, một lớp trong một lớp ngoài, nó hai màu khác nhau nè. Rồi BB cũng tiết lộ luôn, hiện tại là BB đang có 50 phần quà dành cho những cô chú anh chị nào không có khả năng mà muốn đi tìm ngải, không có khả năng có điều kiện để mua được ngải, thì BB sẽ có 50 phần quà để tặng cho bà con cô chú anh chị đang cần cái thuốc ngải này và chữa bệnh cho mình. Thì BB có 50 phần quà từ phía một cô Mạnh Thường Quân, cô Lệ ở Úc gửi cho BB $100 Úc, thì và cộng thêm cũng như lời hứa em đã hứa rồi, trước đây em có hứa là em bán mật ong này, em sẽ trích ra tiền để mua quà tặng bà con. Thì em sẽ tặng cho mỗi người một ký ngải, nửa ký ngải chống độc, nửa ký ngải đen, thì BB sẽ tặng mỗi người một ký như vậy, 50 phần quà dành cho những bà con cô chú anh chị quý khán giả nào mà đang cần và không có điều kiện để mua được, thì BB sẽ gửi tặng. Cái này chỉ trả tiền ship thôi, còn ngải này BB sẽ lo. Em nghĩ trong đoạn video này là cái hai điều quan trọng nhất mà quý khán giả đang quan tâm. Thứ nhất là sức khỏe của anh, thứ hai là cái kết quả của bé Trang. Hai yếu tố đó là cần quan trọng trong câu chuyện ngày hôm nay. Đó, thì ngải thì em đã tìm mang đến đây theo yêu cầu của anh chú anh chị mang đến đây cho anh rồi, nhưng mà để em nghiên cứu thêm về cái bệnh tiểu đường. Những bệnh kia thì về ngải nó sẽ chữa cho anh hết được, nhưng mà về tiểu đường thì mình còn phải suy nghĩ. Đó, nghe rất nhiều video họ nói rằng là tiểu đường có thể chữa được, nhưng mà về những thầy thuốc nam giỏi dưới khu vực miền Nam mình thì đang có một cái gì đó khiến em phải ngưng chưa cho nó uống được. Đó, ngải thì để đây anh sử dụng, anh cứ cảm thấy là cho chú nào cần ở đây cũng biết đến thì cứ anh cứ gửi cho, hay là những vết thương của anh mà nó bị trầy xước gì đó anh lấy này anh thoa lên vẫn được. Dạ, thấy đầu tiên mới coi nè, tại nghe mấy ông anh đồ nói kiếm ngải đen rồi trị bao tử á. À, là giờ đó giờ có rồi đó, giờ ông nào cần thì cứ cho ổng chứ bao tử kết hợp với mật ong nữa là được. Mật ong cứ mình tìm mật ong nuôi hoặc mật ong rừng thì cũng vẫn được, nhưng mà tốt hơn thì xài ong rừng. Cái này mình rửa sạch ra nè, cái mình sắc mỏng mỏng mình phơi cái mới người ta xay á. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì đi xay thì ra tiệm thuốc bắc xay thôi. Đúng. Hoặc là nếu bán thì nếu mà có điều kiện thì mua là một cái xay nhỏ về xay sắc ra xay. Ở đây phơi khô rồi mướn tiệm thuốc bắc xay được. Dạ. Tại nghệ đồ ở đây người ta đào rồi đó, không có mấy người đó uống mà nghệ đó, cái đào cái phơi khô cái mướn xay. À là người ta uống nghệ, người ta không tìm ra ngải đen, người ta uống nghệ thôi. Như bây giờ có ngải đen rồi đó, cứ anh chị cứ cho hoặc là dư lại trồng, người ai cần thì đào lên cho họ. Cái này một năm mới ra một củ bự nè, một năm mới rã. Okay. Má thấy ngải đen không? Biết bà biết ngải đen không? Ừ. Này ngải đen nè, bà chưa bà coi lấy về ương không? Bà biết ngải đen không? Ngải đen đó. Ngải này uống đau bao tử rồi phải không? Đúng rồi. Ủa sao bà biết ai vậy? Mà tôi đau bao tử rồi tôi xin về tôi sắc nhỏ nhỏ cái tôi mướn tiệm thuốc bắc nó xay tôi uống mà không. Ô trời. Sao bà biết hay vậy? Ừ. Ở quê mình cũng biết luôn hả bà? Ừ. Dạ. Rồi mấy người đó xin về chồng á. Dạ. Rồi tôi không có, tôi đau bao tử tôi xin. Oh. Xin về cái mua mật ong đi ra tỉnh thuốc bắc nó xây chết trơn hả? Bà xin chưa? Bà có chưa? Bà có nhà không? Hả? Bà có nhà chưa? Mật ong hả? Không, cái này cái củ này nè. Không. À giờ đang đi xin đó. Xin đó. Trồng chưa? Không có trồng. À đấy thì xíu nữa đem về trồng, rồi xin đem về trồng. Rồi có mật ong thì đó bên kia những cái chai mật ong bữa hôm trước con tặng thì ảnh mới chỉ sử dụng thoa vết thương thôi. Có mật ong rồi thằng trai nó cho. Dạ. Nó ở Bình Dương á. Rồi nó đó nó đem về bữa hổm được hai chai. Chai chừng xị gì đó, hai chai. Nó gửi cho anh bao ngon ít nè. À, bà ơi, cái ngải này ngộ trừ cái việc mà đau dạ dày thì nó còn chữa rất là nhiều bệnh nữa liên quan đến khối u. Cho nên là sử dụng này rất là tốt.
Rồi nếu mà không biết thì cứ nhờ cháu mình lên Google, tra lên mạng Google những tờ báo chính thống họ sẽ viết về củ ngải như thế nào. Đó, bà cứ lên tìm hiểu. Rồi. Cái này ở Bắc mới có. Đúng rồi, ở Bắc mới có. Rồi đó thằng cháu tôi nó sinh nó ở Bắc á. Rồi nó lại nó cho. Cái này cho hả gì? Dạ con cho ạ. À. Cái này xây đi mà ấy đi việc sắt mỏng ra đi rồi có đi qua mướn xây có 10.000. Nhưng mà xây nó là kêu người ta xúc cái máy trước nha chứ không trong đó là có thuốc bắc nữa, trộn lẫn không có tốt. Này để coi ai ấy rồi cho người ta ấy chứ. Tao rồi mày cho tao một ít gì vậy tao sắt. Rồi má ấy lại lẫn đi rồi má có chỗ nào đó má đằng chồng ở sao nữa đi má. Con nhỏ nó ở Bắc vô thành phố nè nó ở nó mặn đó má nó ngoài xây rồi gửi vô cái tôi mình lấy thùng hốt này mình chồng được ta. Cái gì tôi uống. Dạ. Bà có bị xương khớp không? Nè. Có nhiều bà nha uống cái thuốc này nè. Uống thuốc này từ chống gậy mà đi thẳng lên luôn á, bỏ cái gậy luôn, buông gậy luôn. Rất là hay. Rất là hay. Mình vẫn chưa biết được cái được nhiều cái mà củ ngải này có thể giúp cho mình được là bao nhiêu bệnh. Nhưng mà có nhiều người họ lớn tuổi họ uống đang chống gậy mà họ uống vô họ đứng lên, họ bỏ gậy họ đứng lên đi luôn á. Rất là tốt sức khỏe. Bà thử sử dụng. Đó hay lắm, nó ngải đây ăn. Dạ. Ông anh tôi ổng hồi hộp quá, ổng muốn câu cái gừng lửa để cho xíu nữa mang cho chú hai coi, nhưng mà ổng chỉ không muốn coi. Bà chị thì đục thùng để trồng ngải, còn ông anh tôi thì ra xe tìm cái củ gừng lửa, tại vì cái gừng lửa này rất hiếm ở nhà, khó để tìm ra lắm. Đây, nó như vậy đây, nó cay lắm nha. Mà anh để ý đây cái củ gừng nào mà cái rễ to cái này. Đúng rồi, củ này. Mà trồng cả năm lá nó rụi xuống rồi nè. Mày củ nó xíu xíu nè cả nhà. Nó cay lắm. Đúng rồi. Nên mà nó từng đấu giống như là cái củ ngải của mình vậy nè. Nó cay mà nó nóng. Đúng rồi, nó nóng lắm. Nó nóng lắm. Khi mà gọi cho chú hai kêu phải rồi. Đúng rồi đó. Đem về cho tao. Đúng rồi, củ này phải. Đây để con đem về rồi chú hai xíu nữa chú hai coi trực tiếp chú hai xem sao nha chú hai. Chứ con cũng chưa dám chắc. Đó. Nếu mà mình phải là nói là rất là mừng nè, mình sẽ lấy về củ lá mình... nè, tại vì bữa hổm lá nhỏ nè. Đúng rồi, lá nhỏ. Mình lá nhỏ thì có thể là mình nhìn không ra được lá, còn cái này lá nó bự nó phải dài hơn, nó tại là nó già rồi nó lớn. Nó già rồi. Tại bữa hổm mình có tầm cái này. Dạ. Lá đang rụi nè, một cái củ mà đủ một năm á là nó sẽ rụi. Rụi lên để nó mọc ra nhiều nhánh khác nữa cả nhà. Nó cái này là lâu năm rồi đó. Dạ nó rụi. Thì cái nghệ cũng nói vậy, cái họ nghệ họ gần nói vậy á. Cái này chị Bình Nhiên. Dạ. Ung thư. Ung thư đó. Là đắp cái thuốc bữa hôm trước là đắp cái thuốc chân bác kia nó bị khối u bự nè. Mà xíu nữa mới biết kết quả được, bé Trang tới mình mới biết kết quả. Anh cảm giác như thế nào hồi đó? Hình như là em nghe nói là anh cứ về anh cầu nguyện với bé Trang hoài hả? Đúng rồi, bữa nào anh đốt nhà anh cũng cầu nguyện với Trang, chừng ngày anh đốt biết như lần nào mà nói. Ô trời ơi. Mà sao bé Trang lên cho anh cái ấn tượng gì mà anh... Tại vì mình thấy cái hoàn cảnh nó với phần nói nó không có cha với phần mẹ nó bỏ nó đi rồi với mấy vị đối xử gì thì mình thấy tội. Tội quá. Tại vì mình cũng có con. Dạ. Thì mình thấy con mình cũng lo cho nó mà thấy những cái hoàn cảnh đó thì mình thấy cũng hơi tội. Dạ. Trời ơi, anh về anh cầu nguyện với cả nhà. À, nghe Quỳnh Trung gọi Bi kêu là Bi ơi, anh việc anh tối ngày anh về anh cầu nguyện cho bé Trang hoài luôn. Hy vọng là cái lời cầu nguyện đó của anh được cái gì đó giúp cho giấy, mẹ Quan Âm ơi giúp đỡ cho bé Trang đúng thầy đúng thuốc cho nó hết bệnh vậy đó, mình cũng có giấy. Cơ mà cô chú anh chị là nói anh bỏ thuốc đi nha. Cái anh hút ít thôi. Không bỏ đi không. Cái kia em ơi. Cái này trong này là quý lắm á. Quý lắm. Dạ. Cũ vậy đó. Thùng ngải này, thùng ngải kia đi. Cái này không có cái nào lên mọng không ta? Cái này chưa lên mọng, cái này con để ráo con bảo quản chứ, vì lên mọng nó dưỡng chất nó bầu vô cây hết rồi cho nên là phải bảo quản nó. Lựa cho cây trồng. Lựa cho cây trồng. Con chỉ sợ là nó ở đây thời tiết nó không được thích hợp, trên núi thì nó thích hợp hơn. Cái này thì mình trồng ngâm nước là không? Thì trồng mình tưới nước hàng ngày. Không, cái củ này là nó không. Cái củ này không tưới nước.
tại vì ở trong nó là đã có nước rồi, cái củ nó đã có nước rồi, tự nó lên mầm thôi, mình để cho đất nó ẩm thôi rồi để hoài để tự mầm. Mình tưới nước củ này kia thử ra. Mình trồng dạ. Lựa củ này nè. Củ nào? Củ này. Cứ trồng thôi một củ này nè. Cái nó đủ một trồng năm là nó ra một bụi bự á. Trồng kiểu này nè. Củ này. Mấy củ dài dài con. Trời ơi. Ba củ thôi. Hy vọng là đất của mình ở đây mình trồng được. Trồng lứa củ nhỏ thôi, mình trồng ngang vậy nè. Ủa, đó chị cũng trồng thử đâu hả? Có, người ta ương thử mà đâu có sống đâu, nhưng ta cho củ về trồng luôn á, đất đó ai xin về trồng mà không có sống được. À. Chắc là trên núi mới trồng được, cứ thử trồng đi. Trồng thử ương ba củ này coi. Ừ, thử trồng thử. Tí ương này nè, này nó không phải đứng đâu nè, nó nằm gì nè nghe. Trồng nằm gì nè. Để nó nằm gì nè. Tại vì cái củ này không phải trồng đứng gì được, trồng gì nè, tại vì nó lên mầm là nó lên đây. Nó có mầm nó có rồi đó, nè. Mình coi theo cái mầm đó nè, cái này là cái đít nè, đó này có dẫn rễ nè, lông cái mẹ nè, mà lên, cho nó lên cái mầm này. Rồi cho lấy thứ ba. Dạ, ông cứ lấy gì trồng thử xem sao. Trồng có ai đặt vô người ta bán cái này dưới này không. Đúng có rồi. Cái này quý lắm nè thầy. Đằng đắng thì đất rộng hơn đằng con. Có luôn á. Đằng đắng còn còn thôi thì mạnh ai nấy trồng đi. Con cũng may mắn con tìm được đó. Đúng rồi, được tìm được thì cái này. Thì sau này có lên thì ai ấy thì chắc ông cũng bị bao tử thì ông chỉ nhai cái này ông ăn cũng được thôi chứ. Phải anh nói là cái ngải này là ở đây bà con vẫn đã xài rồi đó không anh à. Mà hiếm lắm. Hiếm à? Hiếm sao hiếm anh? Mấy người ấy ta mua mắc tiền lắm. Dạ. Tại vì người ta nói tầm ký gì có thể là tầm mười mấy triệu luôn á. Ta mua trên phố. Dữ vậy? Em mua ở đâu vậy? Không biết, ta mua mấy cái tiệm thuốc hoặc là thuốc bắc hoặc là gì. Ôi trời ơi, cái này em tìm ra đâu có nhiêu đâu. Bởi vì người ta nói mắc lắm. Nhưng mà về đây bán mười mấy triệu thì thôi đừng có bán như vậy. Bà con đang bệnh tật, đang cần thuốc thì cứ bán cái giá nào đó đúng, chính xác, vừa để mình chữa bệnh, mình tạo thêm cái gọi là mình làm đang làm phước nữa. Đó, mình tìm cho bà con là mình đảm bảo sản lượng, sản phẩm của mình, chất lượng là được rồi. Đó, cho nên đừng có bán cao vậy, bán gì mà mười mấy triệu đâu mà chú hả? Củ này đâu nhỏ xíu gì đâu, trăm ngoài ngàn củ nhỏ gì đó. Ghê vậy hả? Ai mua đâu? Ba mua á. Hả? Chị ba mua á. Bà hả? Ừ. Mua trên phố hả? Ghê vậy hả? Đâu có, tao bán đi làm trên chợn á. Nếu mà bà ốc uống thì bà mua trên chợn nha, đang làm gì ở dưới quê có mà mua. Ở dưới quê mà tiệm thuốc bắc đó. Ở tỉnh biên sát biên cái quê chi có. Và nhiều nhất thì ở đang hiện tại là ở ngoài Bắc và đổ vào miền Trung chỗ con thì nó có. Thì xíu nữa về dắt qua cho bà chục củ thì đưa tôi triệu. Bà không có ở đây trên phố. À. Bà gia đình bà cũng khó khăn chứ. Dạ. Xíu nữa anh cứ trích ra một tí rồi thì anh gửi cho con. Gửi chị. Có ai đi chảnh á gửi cho chị. Dạ, yeah. Thì anh cứ yên tâm đi, rồi hiện tại bây giờ là bột của em đang có trên Sài Gòn rồi. Vợ em mới vừa đi xây về, mới vừa xây hôm nay thôi, thì đang vô hủ. Thì có gì anh cần thì, tại vì để em tìm hiểu xong rồi hướng dẫn sử dụng thì có trong cái chai, trong cái lọ có hướng dẫn sử dụng rồi. Và chữa bệnh gì nó cũng có trên sẵn đó rồi. Thì có gì em gửi xuống cho anh, hoặc là em mang xuống cho anh. Nếu mà em tìm hiểu kỹ là tiểu đường có thể nó sẽ giúp nữa thì em sẽ gửi cho anh để sử dụng, tại vì nó kết hợp, nó chữa lành rất nhiều bệnh cho anh đó, cho nên là để em coi nghiên cứu lại cái tiểu đường uống được không, nếu được thì em sẽ gửi xuống cho anh. À, đây cả nhà, thì hiện tại thì BB với lại anh Việt đang vào bên trong nhà của chú Hai để coi tình hình bé Trang như thế nào. Hy vọng có điều gì đó để khiến quý cô chú anh chị khán giả được mừng lay một tí. Thì bây giờ mình vào bên trong nha anh Việt. Đây rừng lửa, em chỉ hy vọng là khi bước vào chú hai kêu phải là được. Hello Trang, hello chị, mọi người hôm nay thấy ai cũng có một nụ cười gì đó ta. Khỏe chưa con? Dạ con cũng khỏe rồi chứ. Con khỏe rồi hả? Con còn cái là con còn hơi mệt à. Hơi mệt đúng không? Dạ. Chú Hai đâu rồi? Đi. Dạ cái này con gửi cho chú, cái cô kia con gửi lại cho chú. Cô nào? Cô kia, cái cô mà
bữa chú gửi chim thiếu qua cho con rồi cổ nói chuyện với con à. Rồi bữa nay cổ gửi đồ rồi sẵn cô đó gửi cho chú cái bóp. À trời ơi, quý hóa quá, cảm ơn chị rất là nhiều. Thật sự ra thì cũng nhắc lại cái bóp thì bữa hôm đó em rất cái bóp hết tầm khoảng ba mấy triệu á. Mang cái bóp mà hôm nay được tặng lại cái bóp, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Cảm ơn Trang đã mang đến cho anh. Ôi trời ơi, đẹp quá trời tân ta. Anh Việt có bóp chưa? Không, anh thôi để cái này cũng được, cũng tặng mà. Tặng cho em thì... Để bữa sau em anh chưa có bóp, anh mua cho anh cái khác để tặng. Mua, chú Hai đâu? Có mua cái đựng giấy tờ. Chào bà, cái chú Hai đó chú Hoạt bà. Đi hút thuốc rồi. Đi hút thuốc là khi nào về? Lại bác giờ nè. Hút thuốc giờ rồi cho mấy Trang á. Bà lại, bà sang bà coi cái củ gừng nó xem sao bà. Ủa, ổng biết, tôi có biết. Bà không biết hả? Ừ. Bà là... Ủa, con kêu cô chứ ta. Kêu thím. Kêu thím đi. Đây con gỡ ra cho. Cô chú anh chị quý giả cũng ai cũng muốn xem cái củ gừng lửa nó như thế nào. Đây cái cây nó đây. Củ đây vẻ to không? Cái này là thấy ổng làm là thấy cái gì nè, để hỏi là để hỏi ổng gì đó. Cái này là thấy gì giống rồi đó, đúng rồi. À, giống rồi đó hả? À, thấy ổng làm là gì đó. Dạ. Lấy vị là thả ổng, là thấy ổng làm thuốc là vị không. Dạ. À, để ổng về coi biết phải. Đây bà con, cái củ này bà con nè. Ừ. Đó, cái củ nó nhỏ xíu à, nó như một ngón tay út mình thôi nè. Đó. Nó không có to như ngón tay cái bàn tay BB cũng có, bàn tay con gái cho nên là nó nhỏ xíu à. Đó. Cái ngón tay út nè, mà nó phân ra giống nó phân cục ra từng nấc ra giống nó giống như cái củ ngải đen hồi nãy mình của mình đó anh Việt. Đó. Cái củ nhỏ vậy đó. Xíu đợi chú Hai về là mình sẽ biết. À, nói cho anh nghe với chú Việt biết đi. À, cái tình trạng sức khỏe em hiện tại bây giờ như thế nào? Dạ như là giờ em còn hơi mệt, như còn hơi nhức à. Hơi nhức à? Dạ. Trời lạnh là nó nhức hơn. Bữa nay thấy bé Trang khác quá, mập hơn hơi sao vậy? Tại uống thuốc nam. Tròn hơn không cả nhà? Nó tròn hơn á chú Việt. Tại em đỡ hơn bị lạnh đó. Ồ, nó có sắc, có da, có thịt hồng hào rồi đó. Ông già đó thì sao thế mày? Thế mày ông già đó còn bỏ không? Ông già cái lữ á. Tị rồi. Ờ à, đúng rồi, thì cái bữa đợi clip của bé Trang là đi xuống tìm nhà anh luôn, anh dắt qua mà. Dạ. Là ở trên Bình Chánh vậy đó, Bình Chánh thành phố mình á. À. Ăn gần đứt cái lữ rồi, chú Hai ông Vinh lạnh chị mà mới có bó tầm 3 ngày à, tóc chạy rồi. Ừ. Ông hỏi mấy ngày hết. Ôi trời ơi. Đi mấy ngày. Đâu phải thông tiền đâu, biết mấy ngày hết. Tùy theo để thể trạng của một con người khác nhau nữa. Tùy theo cái kia địa nữa. Với lại bị nặng như vậy mà bị cho nó nhanh thì sao mà nhanh. Người ông bãi ra đây á thì ta bỏ thuốc có thể là nó mau. Còn cái này ổng không chịu, không bể ra đây ổng đưa ăn vô cái lử á, gần muốn gần cục cái lử luôn. Ừ, ổng đó đâu phải không, lưỡi ổng đó. Rồi cái người ta mới bó 3 ngày là chạy. Không phải ngày hết, không phải ngày hết. Thật ra thì cả nhà biết sao không? À, điều mà BB tin rằng chú Hai có thể làm được á là cái bụng chú Hai ngày xưa to lắm rồi cô hả? Hả? Cái bụng chú Hai ngày xưa to không cô? Sơ gan á. Sơ gan cổ trướng đó đúng không? Cái bụng rất là to đúng không ạ? Mà chú Hai hết. Điều gì khiến chú Hai hết? Phải nhờ thúc một vị thúc Hai, chú Hai mới hết được. Đó. Và xíu nữa chú Hai về mình sẽ coi bé Trang như thế nào. Tại vì bé Trang bây giờ chưa, mình chưa dở ra coi được. Xíu nữa chú Hai về dở ra coi. Đó, là mình mới biết kết quả. Chú Hai đi hút thúc cho bé Trang hả chị? Vậy đó giờ nè. Ồ, tới tội quá ta. Tại vì... Còn chị có tiền hút không? Cô nè, thấy em hút. Mới đưa chú Hai 500 lần, chú Hai đi lấy thuốc giùm cho. Ồ. Cái tiền đó chú Hai ở nhà lái thì tiền đó chú Hai mới hốt hoài. Ừ, hốt mà. Mới được đầu như chú Hai hốt miễn phí đúng không? Dạ, đợt đầu thì chú Hai ấy rồi đợt sau này chú Hai đi hút thuốc nam giùm nữa. Thì thuốc bắc thì chú Hai đi bổ, rồi mình gửi tiền lại chú Hai, còn thuốc nam thì chú Hai cho. Dạ. Cái tiền đó chú Hai hơi nhà là tiền đó chú Hai mà chú Hai cho. Rồi chú Hai lớn tuổi rồi chú Hai lấy tiền đó mà cho. Có tiền cho không cô Hai? Tiền đâu cho. Đi làm không á, tôi cũng đi làm vậy. Tiền xăng lên cho chú Hai. Tôi cũng đi làm không á. Ừ. Đâu có nay đã hai chồng đó. Dạ cả rồi hai vợ chồng thấy vậy. Được, tìm những người mà có tấm lòng như vậy khó lắm á. Làm cho ngay đi làm, ổng làm gì lắm, cô biết nhiều người rồi đó. Cô biết rất là nhiều người hả? Nhiều người. Bây giờ ở phía Giang kìa.
nó lủng cái này bây giờ ổng cứu hết luôn. Ồ lủng cái đúng rồi bữa hôm đó con có nghe. Cô Hai đây luôn. Cô Hai như ổng chưa có nhà mình khoe chiến tích của ổng là ổng chữa bệnh gì rồi cô Hai à? Biết đâu được cũng mấy người biết nữa. Không biết hả? Ừ, nhiều không. Người tới đây bệnh rồi chữa hết rồi à? Ừ, bệnh bú không đó. Bú không hả? Ừ, bú ra này rồi bú vú nữa. À, bú ngực đó. Ừ, vú quá. Dạ. Ừ, ổng qua chị hết trơn luôn, thương vú quá. Wow. Ừ. Lỡ như con đưa lên đây bà con đến đây đông thì sao bà cô Hai được không? Cái nào ổng chị được chị hả? Cái nào chị được ổng không chị đâu. À, chị ổng cũng nói là ổng đâu phải mà nè, chị gì lại tới động chị, ổng hỏi ở bệnh viện mới chị ha, còn không được là ổng nói thẳng luôn, không chị được. Dạ. Yeah. Cái nào chị được ổng nói chị được. Vậy đó. Nhưng cũng hy vọng là có được nhiều người được chú Hai giúp chữa bệnh cho hết chứ mấy cái bệnh khối u rất là nguy hiểm. Ừ, hiểm đó. Thấy giờ thấy nó khỏe hơn nhiều rồi đó. Rồi thấy nó có da thịt nó sao mặt con bữa nay chọn nó thì giờ ăn ở không ở nhà rồi uống thuốc men gán uống vô rồi ăn đầy đủ vô thì có da có thịt lại nhìn da dễ hồng hào, trắng trẻo đẹp ra. Dạ. Rồi thấy nó cũng đỡ rồi mấy bữa trước đắp thuốc rồi nó bị phỏng ra đau á, rồi em mới mua thuốc sức cho nó. Em mới mua thuốc sức cho nó rồi giờ đỡ rồi, giờ chú Hai nó phải mà biết sớm rồi chú Hai đi lấy thuốc đắp lại rồi giờ xuống trễ quá, xuống tại chú Hai hẹn ngày mai. Rồi em xức cái thuốc này cho nó đỡ rồi nói chú Hai vậy mời em mắc về em làm công chuyện nữa em qua không được rồi nên chú Hai mới đi bắt thuốc uống đỡ mấy ngày rồi qua lấy thuốc đắp lại tiếp. Giờ nó la nó bớt nhất nhiều rồi nó đỡ đau nhiều luôn rồi mà cái đó là nó xẹp xuống là nó nhăn da lại luôn, nó như là nó gom gọn lại á, như là nó gom gọn chứ không phải là như nó mô cao lên như bò hổm nữa. Mà giờ là nó xẹp xuống mà nó nhăn da lại là nó nói đỡ nhất. Bữa hổm là chú Hai đụng vô nhất mà hồi nãy chú Hai đụng vô là nó nói là không còn nhất nữa. À, xíu nữa BB sẽ nói chung là xíu đợi chú Hai về khám nữa là được. À, BB sẽ đưa cái hình mà trước đây của bé Trang như thế nào bữa hôm bệnh viện đó cũng như là hiện tại bây giờ như thế nào để cho quý cô chú anh chị xem được em cảm giác như thế nào về cái bệnh của mình hiện tại bây giờ. Dạ cũng bớt rồi về nha. Mừng không? Dạ cũng mừng. Sau cái hành trình mà trải qua biết bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu cái mà đáng ra mà thật sự là mình người lớn mình chịu không nổi rồi chị. Nghe bác sĩ nói thôi mình cũng rớt nước mắt rồi chứ không chi là mang trên người anh. Bác sĩ bỏ rồi. Dạ. Thực sự ra là bác sĩ bỏ rồi, không có cách nào mà chữa trị được hết. Có mổ là cũng mọc sẽ mọc lại. Đó. Cũng không biết như thế nào nữa. Nhưng mà cũng cảm ơn các vị bác sĩ đã nhiệt tình, nhiệt huyết cứu chữa cho em. Nhưng mà bác sĩ bây giờ cũng không có cách nào để chữa bệnh hết. Mà nghe mà chị nói về cái những cái thời gian qua mà bé nó có hiệu ứng đó thì cũng rất là vui. Yeah. Rất là vui. Thì hôm nay thì sẵn đây thì thông báo với quý cô chú anh chị khán giả được biết luôn. Xíu nữa đợi quý cô chú đợi chú Hai về đây để kiểm định lại cái gừng lửa để chú Hai có gừng chú Hai chữa trị được nhiều người hơn nữa. Rồi cũng có rất nhiều cô chú anh chị khán giả xin địa chỉ chú Hai để chữa bệnh. Nhưng mà BB cũng đều nói là đợi cho bé Trang, tình hình bé Trang như thế nào. Rồi BB sẽ tiết lộ cái địa chỉ để cho quý cô chú anh chị quý khán giả được đến đây. Hoặc là quý cô chú anh chị quý khán giả có thể kết bạn Zalo với BB. BB sẽ gửi định vị là nó chính xác nhất. Còn địa chỉ thì khó tìm lắm. Chúng ta sẽ gửi định vị đến tận nhà luôn là tiện nhất cả nhà. Chú Hai. Chú Hai khỏe không chú Hai? Khỏe. Dạ. Chú Hai đi hút thuốc cho bé Trang vậy hả? Ừ. Trời lớn tuổi vậy chạy xe được không? Được. Khỏe không? Bữa nào hai chú cháu mình ra đường trường đua thử coi ai đua hơn không? Không được đâu. Không được đâu. À chú Hai, đây. Cũng đợi chú Hai nãy giờ. Được rồi. Đây. Chồng chờ chú Hai xét câu đúng là được rồi. Đúng là em thật sự là cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn bác trai rất là nhiều, bác trai nhờ bác trai trồng chỉ lại. Đưa cái này nè. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi hả? Ừ. Trời ơi cái nhà. Đó, bên sắc đèn cho chú Hai câu nè. Được rồi. Đó, đúng không chú Hai, cái rẻ nó to vậy nè. Ừ, đúng rồi. Đó cái nhà. Wow, vậy là đúng rồi. À, bác trai ơi, bác trai mà trồng cái củ này là, bác trai tưởng là ô sao tao trồng cái củ gần gì mà tao trồng hoài nó không bự. Không bự đâu. Nó không bự. Ông trồng mấy năm trời mà không bự. Ông tức quá ông nhổ ông dục. Trồng nhiều không? Nhiều. Mà ông nhổ dục mới rồi. Trời ơi.
bác trai ơi, nói là vườn lửa rồi, bác trai giữ lại, bác trai trồng nhân giống ra để cho có thể bác trai giúp bà con gửi về con để cho chú hai chữa bệnh. Trời ơi, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị mà một gia đình ở Đồng Tháp, con không nhớ tên, nhưng mà chị rất là tội nghiệp. Chị chạy từ An Giang, chị chạy xuống Đồng Tháp, con gọi điện chị chạy từ An Giang xuống Đồng Tháp cho mình, nên chị là dẫn vô nhà ba của chị, rồi ba chị cho cái này về. Này đúng rồi, đúng rồi chú hai hả? Ừ. Rồi vậy là mừng rồi. Cái này nhiều cái chú hai đứng bớt trồng nhân giống ra. Ừ. Ông trồng cái này là hơn một năm rồi nè. Hơn một năm rồi đó, mới cũ được của cái lớn đó. Để con bẻ ra cho khán giả xem. Mà sao cái củ nó lại như củ ngải, chú hai, nó từng khúc từng cục từng cục á. Nó vậy đó. Đó. Mà cay lắm. Cay lắm. Này bị bẻ ra cả nhà xem nè. Ở trong màu trắng như củ gần đúng bình thường thôi. Bình thường à. Nhưng mà nó được cái là nó rất là cay và nó nhỏ nè. Nó nếu mà nó già ở trong này nó hơi đen đen. À nó già. Đúng rồi. Chú nói đúng rồi. Trong này là cái người chú đó bữa hôm nó là bẻ ra dở một mớ luôn, kêu là lấy vô hái để ăn mà nó đen đen ở trong, cái tưởng hư. Cái chú giật giục luôn. Ôi mà là một vụ lậu thuốc nguy hiểm. Kiếm không có. Ở đây tôi đi mua còn không có nữa. Dạ. Không ngại đi cũng kiếm mua hoài đó. Không có, ít. Đó. Có lắm. Trời ơi, vậy là đúng rồi, chú hai nói đúng rồi đó. Đúng chú rồi. Chú kêu là ông sao tới trồng cái gỗ gần gì cả năm rồi, rồi tao nhảy cho tao ăn mà còn đen nữa. Ông nói vậy là đúng rồi đó. Nó cái củ nó mà già đó, hơi bự một chút xíu là nó đen, hơi đen. Nó đen. Rồi cái rễ này, cái rễ còn to hơn cái củ nữa cả nhà. Cái rễ là còn to hơn cái củ nữa. Đó, rễ to hơn. Nè rễ nè, bự cho ba lứa vậy đó. Ừ. Nó mắc bị lớn này nè, nó phải rồi. Nóng cho sao nóng đắp độ ngọc nóng hết chứ. Trang là em cho coi cho thầy coi. Đây rồi. Có rồi thầy thấy sao thầy? Không sao, cái này nó có gì đó, nó bò rồi. Nó teo không à? Teo chứ, đắp vô là nó teo à. Dạ. Trời ơi, cái vị thuốc hay quá, mà mình phải kết hợp 12 lỗ mới đủ con. Dạ, không phải riêng của gần lửa đâu cả nhà. Còn phải 11 lậu nữa là 12 lậu. Còn ôi nó nhiều lắm. Dạ. Tôi đem về tôi bỏ trong này nè, còn không biết còn không nữa nè. Đủ lậu chưa? Đủ lậu hết. À cái này cái gì chú hai? Cái này người miền ta kêu cái gì chạch một lươn nè, cái này có đắp cái đó là cái gì cũng lửa không à. Dạ. Chứ không có cái nào mà nói mà không có lửa. À cái gì cũng gọi là lửa hết. Nó nhiều món lắm. Ồ. Giờ đắp một món nữa tôi cũng hết. Dạ, một hết. Rồi đi đắp món đi, nó đó là thuốc, đắp lại cũng không bụng không hết. Cái gần lửa này mình uống được không chú hai? Uống có bộ có tốt gì không? Uống nó đau bụng. Uống đau bụng. Ừ. Hay à. Chứ đâm, mình đâm nó bỏ chút mật ong uống vô. À nhắc mật ong mới nhớ, chìa khóa xe đây Vũ. À con có mật ong rừng. Để con tặng chú hai. Có sao con gặp con sao nói ong nó giọt về. Ông quay ông nói ui đổ rồi. Ông nói bó ấy gì không bớt. Thấy mật ong phía không? Ừ. Có gà đó. Bó sao bớt, ông mới có hai bữa làm sao bớt. Tiền cái gì? Ông hỏi mấy bữa hết hết. Ông hỏi mấy bữa hết. Bà nội tôi không dám hứa nữa. Người ông có bác sĩ vô nhiêu mấy chục triệu. Đúng rồi. Nó còn chuyện đây có gì đâu. Chỉ mướn nhà trọ ngày 100.000 à. Dạ. Ăn uống có nhiêu tiền đâu. Mà không chịu chị. Đi giọt. Ông bị ung thư ăn hết bên gì à? Dạ, ung thư ăn hết bên. Ừ. Rồi là ung thư lưỡi rồi chú Hoài à? Ung thư lưỡi rồi, còn ông lên chỗ này nữa là ông lên chỗ này là phú đá. Ung thư vòng họng. Ừ. Rồi cái này tôi ổng muốn hết rồi. Hết nó bớt nhiều rồi, rồi ổng nói chuyện cũng được chút chút rồi. À ổng cũng nói là chuyện chút chút rồi. Ừ. Rồi ổng ổng hỏi mấy bữa hết rồi, sao mình biết? Đúng rồi, sao mới biết, sao biết được. Còn ổng kêu ổng về á. Đây chú hai, cái này là mật ong rừng nè. Đó chú hai để dành chú hai mà có bà con có ai mà vô chữa bệnh thì chú hai lấy ra. Đó. Tôi cũng cho người ta cũng bớt rồi nè, tôi có ít nè mà đều nó hơi lỏng rồi, 3 năm rồi đó. 3 năm rồi hả? Ừ. Trời ơi, cái nhà mừng quá, cái nhà tìm được gần lửa rồi. À, bác trai ơi, bác trai mà bỏ gần lửa, bác trai có thể nhân giống trồng nhiều hơn để có thể là giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn được bác trai. Nè. Đúng rồi, mặt ông mà để có 3 lần đổi màu.
lần đầu nó sẽ màu vàng, lần thứ hai nó sẽ màu cam, lần thứ ba nó chuyển qua màu cánh ván. Nó sẽ lâu. Như chú Hai mà cứ xài đi, hết con gửi xuống cho chú Hai chữa bệnh cho bà con nghèo. Con là cái con làm cái việc gì đó, con bán thì con bán, nhưng mà con cho từ thiện là con lại cho từ thiện à. Đó, ga dữ không? Ừ. Mở ra là cái bịch nè. Đó, ga xì nè. Wow. Trang em lại đây Trang. Là bé Trang là nó nghe gia đình nói là rút lại, vì con gái con không thể gỡ được, nhưng mà con sẽ đưa cái hình cũ của bé Trang lên căng lên. Bây giờ nó bớt rồi. Chú hết đau là nó từ từ nó hết rồi. Chú Hai cảm thấy bé Trang nó sẽ hết thẳng luôn hay là hết thẳng, đắp này là hết thẳng luôn rồi. Thiệt không? Hả? Thiệt chứ, tôi nói lúc sau tôi đắp biết nhiêu người rồi. Trời ơi, con cảm ơn với chú Hai rất là nhiều. Gặp đúng thầy là được. Đúng rồi, như ông này là ấy còn ông rồi, bây giờ chuyện mấy ông. Trời ơi, nhưng mà em thấy hết trong Trang, em thấy nói chung là Trang thì là người đang bệnh này, Trang cảm giác như thế nào nè? Dạ, cũng hơi khỏe mà con cá lâu lâu và con nói cho chú ông Hai biết. Dạ, con lâu lâu rồi nó hơi mệt nên. Hơi mệt tới chú Hai. Mệt vì nó chưa có hết hẳn rồi, người ta không mệt được. Dạ. Chịu ăn uống nhiều. Bữa nay thấy nó mặt nó sáng hơn đúng không chú Hai? Ăn uống mà nó không chịu. Cái vết thương của em nó rút lại hả? Được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ là bao nhiêu? Cái đó mới có chừng 2% thôi. Tôi coi rồi, bởi vì mới đắp có mấy lần mà nó phỏng rồi. Dạ. Bị nói không nóng rồi mình cứ làm cho nóng, cái bà kia kìa, bà còn giữ nữa. Bà nằm ngủ, bà đắp vô vú bà đó. Đắp vô làm sao mà nó gớt rồi cái ôm nó lây qua bên này. Lây qua bên này, cái là nó phỏng ở bên này. Ừ. Ồ, nóng dữ lắm không? Nóng nhỏ không em? Dạ nóng dữ lắm luôn. Nóng dữ lắm không à? Nóng mà tới nỗi mà nó phỏng, nó phồng. Phồng nước luôn. Dạ, còn nhiều lắm luôn á. À, nó nóng đó. Dạ. Nhưng mà em cảm giác như cái cục bú của mình nó sạch, nó xẹp được bao nhiêu phần trăm? Nó cá là em chỉ biết là nó nóng dữ lắm luôn. Nhưng mà cái cục bú mình thấy xẹp không? Dạ thấy xẹp. Xẹp. Cái da nó nhăn lại. Nhăn. Không căng giống như bữa trước mình cho cháu mình xẹp. Ừ. Đụng vô nó không đau nữa. À, chỗ nào đâu? Đụng nè. Đụng nó bớt đau rồi, nó không đau nữa rồi. Nó có chuyện nó hơi nhăn lại cả nhà. Nó hơi nhăn lại. Mà chú Hai con hỏi nè, có nhiều cô chú anh chị á. Rồi có mic quên rồi ta. Đây nè. Có nhiều cô chú anh chị khán giả hỏi con á là muốn xuống đây giúp chú Hai giúp chữa bệnh được không? Thì mình tôi bên coi kia. Thấy rồi tôi mới dám chị. Bên kia mới biết. Chứ còn nói mà không thấy rồi, dòm không thấy rồi không dám chị đâu. Bởi vì mình tôi nào tới giờ mần thì tôi dòm thấy tôi mới dám mần. Trong khả năng chú Hai thì chú Hai sẽ chữa được bệnh gì chú Hai? Tôi thì tùm lum hết rồi, mà đều ai là bệnh giả tỷ bị mà cái gì ấy rồi tôi làm được hết. Mình từ từ mình làm chứ không có khi nào không gấp gáp được. Đúng rồi, bệnh thật là không gấp gáp được. Ừ. Không phải thuốc thần mà hết liền được. Cũng như nó phải cần thời gian. Cũng như cái ông chú Việt giác lại đó. Dạ. Ổng hỏi mấy bữa hết rồi làm sao mình biết được. Bị cái lưỡi ổng hết bên rồi, mình ăn cũng hết bên rồi, gơ cho ổng đỡ được. Rồi giờ ổng kêu uống thuốc cái ổng đi mất tiêu luôn rồi. Dạ. Sao chữa? Xíu nữa BB sẽ để số điện thoại BB sẽ để số điện thoại trên màn hình. Con để số điện thoại chú Hai lên màn hình được không? Không được đâu. Gọi không được rồi. Thôi xuống đây luôn này. Tôi nói rồi mà cái ngày này nó cực lắm, nói mình không có mần gì được, nên đây tối ngày. Ồ, nhưng mà bà con xuống đây rồi chú Hai chị. Tôi coi được thì tôi coi thấy thì tôi chỉ dùm cho được. Cái nào chị, cái nào chị được thì đóng gì? Chị được là chị. Cái nào không biết là chị, không phải bà hỏi cái không biết. Chị thì gốc tình là mướn nhà trọ, không chịu chị mà đừng kiểu ngày hai ngày như ông kia nữa. Dạ. Cái nói đi coi mới đắp được có hai bữa, ông nói mấy bữa hết. Đâu muốn hết được. Dạ. Sao hết được? Sao hết được? Đâu phải thuốc thần mà hết được, phải cần thời gian điều trị. Thuốc không phải thuốc gì đâu, mà bữa nay mình uống thuốc này không nó không trúng thì mình uống thuốc kia. Dạ. Đi làm quà làm tới gì đó rồi nó thế nào nó cũng hết à. Wow. Không khi nào nó hết liền được đâu, bệnh gì cũng vậy chứ không khi nào hết được đâu. Cái bệnh bây giờ cái bà ở trong cái gì đó, bà bị ung thư bú đó. Dạ. Bà không lại lấy đắp nè, mời bà lại lấy thuốc nữa nè. Dạ. Bà không bị phỏng nữa đó.
À, bị phỏng nữa. Nói chung này nó nóng, nó sẽ tất nhiên nó sẽ phỏng. Nó nhưng không nóng thì sao nó được, nó xẹp được. Nó đốt cháy cái những con virus đó. Cái này dự trù nếu mà đắp không phải mấy tháng rồi chú Hai à. Này nó nhẹ đắp thì nhẹ hả? Nửa tháng nữa là chắc nó. Nửa tháng hả? Wow. Trang lại cảm ơn ông Hai đi. Trời nó ơi. Không có nhiều đâu, nó bị sao nói gì với ông Hai nè. Dạ con cảm ơn ông Hai đã chịu bệnh cho con nghe hết. Vui không? Ở nhà đấy khuôn mặt của bé Trang ở nhà nó mập hơn, nó uống thuốc bắc nó mập hay sao chú Hai? Không có mà người nào nghĩ dạ, chứ. Cảm ơn chú Việt đã đâu chú Việt bên kia kìa. Dạ đó. Con chú Việt đã dẫn con lại chứ con chịu bệnh. Tại vì sống thì trong xã hội này thì mình giúp qua giúp lại thôi. Dạ. Yeah. Thì con gắng yên tâm ông chú vậy đó, chỉ con cử cái gì thì con gắng đi nghe lời chú đi. Thì sau này mình thèm gì mình hết bệnh rồi mình ăn. Không hết ăn được hết trơn à. Cái này phước duyên lắm mới gặp, hữu duyên mới gặp như vậy nè. Chỉ như gặp chéo BB gặp chú Việt, cái BB gặp với Trang, xong rồi chú Việt vô tình nghe cái câu chuyện với Trang, xong rồi cái gọi với BB. Nói chung là một cái duyên mà mình không nghĩ sẽ đưa đẩy mình đến gặp như vậy. Tại vì cái mục của bé Trang đó là nó muốn thà chú Hai muốn hết biết là phải là bú ông rồi. Cái đó là tại vì cấp đó là hết, nó hết biết rồi. Yeah. Chứ phải phải nó còn dấu hiệu đâu, nó té rồi nó sưng lên là muốn hết biết dấu hiệu rồi. Yeah. Bác sĩ là che rồi đó, bác sĩ là không có khả năng rồi đó. Thì đâu có đút dao kéo được đâu mà không che. Yeah. Tại vì ung thư là đút dao kéo vô là mừ không có khỏi mừ đâu. Mà chú Việt lại cứ tối ngày cứ thắp nhang Phật bà rồi cứ cầu nguyện gia đình xong rồi cầu nguyện cho Trang nữa. Đó, rất là quý tâm lòng chú Việt. Có biết đâu là nhờ cái sự cầu nguyện của chú Việt mà giúp bé Trang nó được gặp một người thầy may, thầy giỏi. Mình giái đúng thầy đúng thuốc. Hai bữa nay cái mặt có sức thuốc đồng bang không? Dạ không. Rồi sao không sức đi, mua thuốc gì sức đi? Dạ sức nó ngủ quá mà. Kệ ngứa ra 1 chiều chứ. Lứa là em gãi à. Anh thấy nó cũng bớt rồi đó. Dạ dạ. Cái này nếu mà ngứa này về cái sữa đất á, với lá chanh á. Vú sữa đất rồi với lá chanh. Mình làm sao chú Hai? Nấu nước tắm. À tắm. Cái trái vú sữa rồi chú Hai? Không có đâu, cái trái vú sữa đất mình là vú sữa nó bò nữa. Thứ này nữa. À để chú Hai chỉ coi. Thấy loại này không? Này loại này nè. À cái lậu đó đó. Vú sữa đất nè. Vú sữa đất. Nát ra nó có mũ nè. Dạ. Ừ. À ngắt lại có mũ nè. Ừ. Có mũ trắng trắng ở nhà thấy không ạ? À? Đó rồi mình nấu nước mình tắm mình hết lông ben đó, lông ben cũng hết mà cái gì cũng ngứa cũng hết đó. Wow, đúng là gặp khi mà gặp được một vị thầy tốt thì cái gì nó cũng tốt cả nhà. Và BB cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn đến gia đình của chị ở Đồng Tháp rất nhiều và bác Trai rất là nhiều khi mà đã giữ lại một ít gừng lửa để có thể là giúp cho bác Hai chữa bệnh cho bé Trang thứ nhất. Sau này và tương lai bác Hai sẽ chữa rất nhiều người còn lại nữa. Và BB sẽ để cái địa chỉ lên cái không địa chỉ thì ở đây thì nó không có cụ thể, nhưng mà cả nhà kết bạn Zalo của BB đi, BB sẽ gửi cái định vị ở hiện tại ở đây cho cả nhà đến tận nơi là chính xác nhất cả nhà nhá. Không ai biết tôi mà tôi đắp cái thuốc này đâu, không ai biết đâu. Tôi mà tôi đâu có nói với ai đâu, tôi ai lại tôi đắp ăn lại thôi à. Nhưng mà tại nhưng mà sao chú Hai không cho người ta biết chú Hai? Thôi mà nhớ chồng nhớ em con. Sao mệt, kiểu như là mình lớn tuổi rồi mà có mình đi kiếm thuốc này kia nọ mệt lắm. Nó hiếm mà. Nó hiếm mà mình cái gì. Tụi nó là không gà chạy xe đi kiếm tùm lum hết. Tụi nó tới tới đằng xuồng mới nhỏ về được mới đó. Dạ. Đi xin người ta mà không có xin đó. Ăn cắp nhỏ người ta đó. Ăn cắp. Trời ơi, cái nhà nghe ăn cắp. Lớn tuổi về đi ăn cắp người ta chửi thì sao cái hồi. Kệ, chửi đi mình ăn cắp về nhỏ về làm thuốc mà sợ gì. Nó làm phước cũng phải vậy cả nhà. Lần đầu tiên nghe phải đi ăn cắp đi làm phước. Trời ơi. Chứ mình xin biết người ta cho là không. Dạ. Của người ta trồng ít. Rồi giả thể mình xin đâu mà mình đâu có được nhiều đâu. Có bên nào lén lén buổi tối đi ăn cắp không? Không, đi bằng ngày chứ không có đi bằng đêm đâu.
Thì cả nhà mà nếu có cô chú nào nãy giờ BB cũng có quay gần lửa rồi á, cô chú anh chị nào mà có gần lửa thì hãy gửi đến cho bác Hai để chú Hai có phương thuốc để chữa trị cho bà con nghèo khó khăn, những người đang có bệnh tật về ung thư khối u để bác Hai là chữa bệnh. Và cái điều đặc biệt mà BB thấy ở bác Hai là bác Hai chữa bệnh ung thư lưỡi, ung thư vòng họng là hết luôn. Hết luôn chú Hai hả? Lủng một lỗ mà chú Hai làm xong rồi nó liền lại luôn được hay thiệt. Liền chứ nó bị gì nó nổi cái này là nó phải nổi cái này nó muốn bể rồi nó phải nó nổi bự nó mới bể được. Nhưng nhiều khi người ta bị cái ngực mà người ta nở tốt bị nổ luôn chú Hai làm được không? Thế đó mình chưa có làm được, mình chưa không thấy. Không thấy, thấy mình mới làm được. Thấy mới làm được đúng không ạ? À, các bà con có ai bệnh tật mà ung thư bà con phải đi xuống đây, nếu mà may mắn thì chú Hai thấy được thì chú Hai sẽ chữa, còn không được thì chú Hai từ chối. Như thế này nè bác Hai, cái này là không phải cái gì hết, nhưng mà biết sao chú Hai, cái này là con nói chú Hai này, cái này là cái tiền quỹ trên kênh của con, cái này là gửi cho bác Hai để có tiền xăng mà đi mua, là đi kiếm thuốc chữa cho bà con nghèo chứ không phải cho ri bác Hai đó. Con gửi cho rồi con gửi cho bác Hai để bác Hai làm phước cho bà con đó. Đây là số tiền con gửi bác Hai nhận giúp con nha. Đưa hình rất là đưa tiền không có nhận, tại vì lúc đó đi không biết cách nói, bữa nay thì phải lựa lời nói để xăng để con cái mà lớn tuổi làm được cái gì đâu. Tôi dặm lúa cho ổng tiền đó, dặm à đi dặm lúa vậy cho ổng tiền đi chữa bệnh. Ô trời ơi, tàu cho tôi là quả thì tôi không còn không tiền mới nghĩ ra làm cũng rồi em à, cô chú việc này ông việc này nè cũng bị bú lương đó. Dạ cái này cũng hay quá. Hết rồi nghĩ đâu có nghĩa sửa rồi. Nhận thêm của một chị là Thu Hương Lài là gửi 3 triệu cho hoàn cảnh bé Trang nữa. Tổng cộng số tiền còn lại thì BB sẽ tổng kết khi mà bé Trang có một kết quả tốt thì chú Bi, cái chú đi. Dạ. Cho nó tiện. Cái chú Bi sẽ tổng kết cụ thể là cho Trang. Rồi sau này thì giống như Trang có muốn quyết định như thế nào thì tùy ý của Trang nha. Thì chú Bi chưa nói trước được, lỡ sau này cũng cần nữa. Rồi tổng cộng số tiền hiện tại chú Bi đang giữ của con á là 51.762.000 đồng. Là cộng với số tiền của chú Ba Dưa 8.4 triệu chú Ba Dưa nhận trên kênh với chú Ba Dưa nữa thì chú cộng ở đây luôn là 51.762.000 đồng. Đó, chú hiện tại chú đang giữ của con và hiện cái số tiền mà 10 triệu đó bây giờ còn lại bao nhiêu chị? Dạ bữa trước em có nói anh còn chưa mấy, rồi bữa nay em mua thuốc với em đổ xăng với em gửi chú Hai 500 thêm là còn được mấy trăm. Ừ, có cần tiền thêm không? Dạ em không biết. Thì cứ cần tiền thêm cứ nhắn tin cho em chuyển khoản qua. Dạ. Nhà còn tiền mặt em giữ mình trước nữa thăm hoàn cảnh khác nữa. Dạ. Đang chạy gấp xuống Sóc Trăng nữa thì thôi video cũng đã dài rồi. Con gửi lời cảm ơn đến cho chú Mạnh Thường Quân đã luôn quan tâm và quý khán giả luôn quan tâm đến con đi, con cảm ơn đi. Dạ con cảm ơn cô chú Mạnh Quân đã quan tâm đến con, đã giúp đỡ con mau hết bệnh. Dạ con cảm ơn. Cũng có rất nhiều cô chú anh chị khán giả lên tiếng và rất là thương con về cái hoàn cảnh của con nó đã trải qua như thế nào. Dạ. Cô chú đều hiểu và cũng hy vọng là con sẽ gặp được một thầy thuốc giỏi và cũng may mắn rằng là con đã có một quá trình, một cái kết quả mà nghĩ rằng nó cũng có đang có một tiến triển tốt. Dạ. Hy vọng là sẽ hết. Dạ. Nhớ lớn lên khi mà hết bệnh rồi á thì phải làm chuyện tốt nha. Dạ. Thì bây giờ thì thôi em cũng cảm ơn anh Việt rất là nhiều nha. Anh cũng giữ gìn sức khỏe nha. Nhà cửa ít bữa là có nhà rồi đó. Rồi anh thì nói chung ra thì anh cũng cảm ơn BB thì cũng có duyên cũng dắt bé Trang qua đây gặp chú Hai thì chị cho bé Trang. Thì nói chung ra mình sống trong con người với nhau, mình biết cái gì thì mình chỉ cái nấy. Đây mình có tiền thì mình giúp tiền, rồi không có tiền mình giúp công, thì nói chung ra giúp qua giúp lại thôi chứ cũng không có gì gọi là ấy. Dạ thì con người với người nhau mà. Nói chung là em cảm ơn rất là nhiều, nhờ gặp anh mà em có thể là giúp chung cái Trang như vậy thì rất là tốt rồi.
em cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe. Video đến đây đã dài rồi, BB cũng xin khép lại video tại đây, và BB sẽ hẹn cả nhà vào video tiếp theo của BB nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.